Con xin cung kính tôi trì tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ 2. Phân thân tập hội hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc đó phân thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nhập đạo mười phương, cũng đều đồng đến số nghìn muôn ức na do tha đồng cầm hương hoa đến cung được dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó, thầy đều nhờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, làm cho chủ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác chọn không khó tối truyền. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở trước Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai an ủi thác: Bây giờ Thế Tôn giơ tay sắc bảng xoa đảnh hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn một đức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: Ta ở trong đời ác ngũ trượng giáo hóa những chúng sanh cam cường như thế, làm cho lòng chúng nó đều phục bò ta về tránh. Nhưng trong 10 phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh ác. Muốn độ chúng đó, ta cũng phân nghìn trăm ức thân. Trong chúng sanh đó hoặc có kẻ các tánh sáng lệ, nghe pháp của ta thời liền tín nhận, hoặc có kẻ phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả, hoặc có kẻ do vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hại chúng sanh, mỗi sẽ khác như thế. Hoặc kệ ra thân trai, hoặc kệ ra thân gái, hoặc kệ ra thân trời rồng, hoặc kệ ra thân quỷ thần, hoặc kệ ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối để làm lễ cho mọi người, để rồi độ họ được giải thoát. Hoặc kệ ra thân thiên đế, hoặc kệ ra thân trời phạm vương, hoặc kệ ra thân vua trưởng luân, hoặc kệ ra thân quốc vương, hoặc kệ ra thân cư sĩ, hoặc kệ ra thân tể phụ, hoặc kệ ra thân các hàng quan thuộc, hoặc kệ ra thân tỷ kheo ni, u bà tắc, u bà di, nhận đến hiện ra những thân Thanh Văn, La Hán, Bích Chi Phật của Bồ Tát để hóa độ chúng sanh, chớ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh cam cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp thọ báo. Đến khi chúng nó có bị đọa và đứng giữ chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta tại cung trời Đao Lợi, ân cần phó chúc đây mà càng độ chúng sanh, làm cho chúng sanh cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng độ thoát khỏi hẳn các sự khổ gặp Phật được Đức Phật thọ ký. Bây giờ những hóa thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lại thương cảm và bạch cùng Đức Phật rằng: Từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ giác xỉu, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn để đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra cùng khắp trăm nghìn một đức hàng hạ sát thế giới. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn một đức thân, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn một đức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo khỏi hàng vọng sanh tử và vui niết bàn. Những chúng sanh nào nơi Phật pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hố cát, một bụi nhỏ, chỉ bằng chừng máy lông tóc, con đều được thoát lần lần, làm cho chúng nó đều được lợi ích lớn. Cúi mong Đức Như Lai trở vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cúi mong Đức Như Lai trở vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật 3 lần như thế. Lúc ấy, Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Hay thay, ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện. Từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn, độ hết cả hàng chúng sanh xong rồi, thở ông liền chứng quả Bồ Đề. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ha ha ha,